Vâng, xin chào tất cả các bạn. Đây là một cái bơm thủy lực của máy xúc và đây là một nửa cái bơm, là cái phần mà bơm máy răng. Nó gồm có hai bơm máy răng và trong video này tôi sẽ tháo cái bơm này ra để thay phớt, đồng thời là chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và nói về cái bơm thủy lực dạng bánh răng này. Trên nhiều các loại máy xúc mini ngày nay thì người ta thường sử dụng cái loại bơm này. Nó gồm có cụm bơm piston ở phía trước nó to hơn và cái cụm bơm bánh răng này nó nằm ở phía sau, nó nhỏ hơn một chút. Vậy thì cái cấu tạo của cái bơm bánh răng như thế nào? Chú ý gì khi chúng ta thay phớt? Chúng ta tháo lắp và thay phớt thì cần phải thận trọng cái điểm nào? Bây giờ trước hết là chúng ta cần phải tháo nó ra xem nào này. Lười không muốn dậy lấy đồ đây. Bày ra nhẹ nhàng thôi, coi chừng là nó bị rách cái sim ở bên trong. Cái phớt bên trong. Ok, đấy như vậy là cái bơm này nó đang là có hai nửa. Cái phần bơm to này là nó sử dụng cho cái phần quay và nâng hạ lưỡi gạt đất. Cái bơm này thì nó có thêm cái phần khớp nối này để nối ra cái bơm nhỏ phía sau. Cái bơm nhỏ phía sau nó là cái bơm khiển thì nó cung cấp áp suất điều khiển cho tay trang đấy, thì nó điều khiển máy xúc. Ở cái bơm này thì cấu tạo thực ra nó cũng không có gì phức tạp cả. Nó đơn giản hơn cái bơm piston rất là nhiều các bạn. Đây khi tháo ra các bạn chú ý nó có cái gioăng cao su dạng số 8 này. Thì cái gioăng này là nó có tác dụng là để chặn dầu ở trong khoang bơm nó không bị chảy ra ngoài. Đơn giản vậy thôi, nó chỉ chặn dầu trong khoang bơm ra, không cho dầu trong khoang bơm chảy ra ngoài thôi. Ở đây nó có thêm hai cái sim nhỏ nữa. Ở đây bây giờ chúng ta sẽ cạy cái này ra. Đó, hai cái sim nhỏ nó lắp vào đây và nó có thêm hai cái căn nhỏ này để ép cái sim xuống. Nó có một tấm chặn. Cái tấm chặn này là kim loại bằng sắt thép đấy, nó dạng hình số 8 và bên dưới nó là thêm một tấm chặn nữa. Thực tế là hai đầu của cái bánh răng nó sẽ có hai tấm chặn hai đầu để nó chặn dầu, không cho dầu lọt ra ngoài, không cho dầu lọt từ khoang hút sang khoang đẩy. Rồi, khi tháo ra thì các bạn có thể quan sát thấy là cái bơm cấu tạo nó không quá phức tạp. Thì cái miếng chặn ở đầu bánh răng này thì nó thường là được làm bằng nhôm, mà có một số loại bơm thì nó làm liền một khối hình số 8 và có một số bơm thì nó làm tách rời, nhưng bơm này làm tách rời. Và đây là cái bánh răng chính này, bánh răng chủ động. Bánh răng này nó có then hoa để ăn khớp với cái bơm phía trước và để dẫn động. Khi cái bơm phía trước quay nó sẽ kéo theo cái bánh răng này quay, và khi bánh răng chủ động quay thì bánh răng bị động cũng được quay theo. Và đây là cái đường hút. Còn đây là đường đẩy. Cái đường hút, đường cấp dầu thì nó lại không làm hở ra ngoài mà nó được nối sang cái bơm chính, bơm piston phía trước. Đây, các bạn quan sát thấy cái lòng bơm này, nó có dạng hình số 8. Và các bánh răng được lắp ở bên trong cái lòng bơm này. Các bánh răng này nó sẽ có đường kính đỉnh răng rất khít với cái đường kính của hai cái lòng bơm. Và trong bên trong lòng bơm người ta gia công cũng rất là bóng để đảm bảo độ kín khít, khi bơm hoạt động dầu nó không bị thoát ngược quay về, nghĩa là khi mà nó hút
dầu vào sau đó nó đẩy lên đường đẩy thì dầu phía đường đẩy nó sẽ không bị lọt quay trở lại đường hút, và như vậy thì nó mới bơm được khỏe mà đảm bảo đủ áp suất. Và hai bánh răng này nó ăn khớp với nhau rất là khít, rất là chuẩn này. Đây cái tấm chặn là hai đầu bánh răng, các bạn có thể thấy là ở đây là cái bánh răng nó được làm cái cổ trục rất là bóng, và hai cái tấm chặn này nó có cái ổ đỡ trục hay gọi là bạc lót ở ổ đỡ ấy. Nó cũng rất là khít, rất chuẩn, nó không được dơ lắc, nếu như mà nó dơ lắc thì bơm của bạn sẽ bị hỏng ngay lập tức. Một số bơm bánh răng có thể người ta sử dụng hai cái ổ bi để đỡ hai đầu trục, nhưng mà thông thường thì người ta thường sử dụng cái bạc dạng bạc lót như này. Và khi các bạn tháo cái tấm chặn này ra thì cần phải chú ý cái chiều nhé, cái chiều của cái tấm chặn này rất là quan trọng. Nó cái hướng nào nó quay về phía cái đường hút và hướng nào quay về phía đường đẩy thì các bạn phải để ý ngay từ đầu khi tháo ra. Khi các bạn nếu các bạn lắp lộn quay lại có thể là sẽ làm cho cái bơm nó bị yếu hoặc là không thể bơm được đủ áp suất dầu để cho hệ thống thủy lực hoạt động. Đấy, ở đây nó có rất nhiều những cái tấm chặn này. Ở đây cái tấm chặn nhỏ này để làm gì? Cái miếng chặn nhỏ này nó có hai cái sim, chúng ta gọi là sim hay là nó gọi là cái gioăng cao su hình chữ O, và nó lắp vào đây có tác dụng là khi mà lắp cái bề mặt trên để ép xuống thì nó sẽ cái cao su này nó có tác dụng nó ép cái mặt tấm chặn nhôm bên dưới xuống sát với bánh răng để giữ cho áp suất dầu được tốt. Và bên ngoài nó là nghề cái gioăng hình số 8 này. Cái gioăng phước hình số 8 này thì đôi khi có thể là nó sẽ bị thổi rách, do đó là dầu nó sẽ bị lọt ra ngoài và bị chảy. Hoặc là lâu ngày quá cái gioăng này nó có thể nó bị cứng, nó bẹp đi, nó không còn độ đàn hồi, do đó nó không chặn được dầu thì cần phải thay thế. Thông thường thì các loại bơm này khi chúng ta mua gioăng phớt của nó sẽ có các loại gioăng hình số 8 này, hoặc là một số loại bơm nó có gioăng hình số 3 thì nó có bán sẵn trên thị trường và chúng ta có thể tìm thấy nó, có thể mua được.